Mình sẽ hướng dẫn các bạn móc hoa lúa lớn. Kiểu 2, mình sẽ sử dụng kiếm 40 xăng hoặc là 30 xăng thì tùy theo các bạn móc cái chậu, phần chậu dài như thế nào, cao như thế nào nhé. Đây là mình móc cái kẽm dài 40 xăng và đây là kẽm 30 xăng. Mình bẻ đầu lại rồi thì còn ngắn lại một phần chút kẽm lá. Kim móc số 4 là cái móc 2.5mm và len meo của tông 125mg. Bây giờ mình sẽ móc bông hoa với chỉ màu vàng. Mình sẽ móc 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Và mình sẽ vào cái mũi đầu tiên hoặc là mũi thứ 3 tính từ kim xuống. 1, 2, 3. Mình sẽ và mũi thứ ba tính từ kim xuống, mình sẽ làm một mũi bắp 2y. 1, hai nè, mình đã thành một mũi bắp. Bây giờ mình sẽ lên hai mũi móc xích và vô mũi thứ hai tính từ kim xuống. 1, 2, mình sẽ làm một mũi trượt. Tiếp tục móc 3 mũi móc xích. 1, 2, 3 và mình sẽ vô chân cuối của mũi bắp làm một mũi trượt là mình đã có một cánh hoa. Bây giờ mình sẽ làm cánh thứ hai, mình lại lên 3 mũi móc xích. Cũng như cánh đầu, mình sẽ vào mũi thứ ba. 1, 2, 3. Làm một mũi bắp 2y. 2 mũi nữa, 2 mũi kép đôi. 1, tiếp tục lại lên hai mũi móc xích và làm một mũi trượt ở mũi thứ hai. Mình xuống 3 mũi móc xích. 1, 2, 3 và lại làm một mũi trượt vào chân cánh hoa. Mình đã có hai cánh. Cứ làm như vậy. Lại xuống là 3 mũi móc xích và mình vô chân của cánh một mũi trượt. Mình đã có 3 cánh hoa. Mình cứ làm như vậy cho được 45 cánh hoa. Mình đã xong 45 cánh. Từ đây đến tới đây là 45.
cánh nhỏ như thế này. Và bây giờ mình sẽ làm một hàng mũi đơn. Mình sẽ làm một móc xích. Và mỗi một cánh như thế này, mình sẽ làm một mũi đơn vào một chân cánh hoa là 45 mũi đơn. Và mình đã xong một hàng mũi đơn. Bây giờ mình sẽ làm một bến và cắt chỉ chừa dài 70 cm để cuốn lá. Đó, mình đã xong bông hoa. Bây giờ mình sẽ làm cái lá với chỉ màu vàng luôn. Các bạn có thể thay đổi màu lá bằng màu xanh của lá cây cũng được, vì mình thích toàn bộ màu vàng cho nên mình làm lá màu vàng luôn. Bây giờ mình sẽ bắt 27 mũi móc xích. Mình đã xong 27 mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ nạp kẽm vô. Móc vào mũi thứ 3, tính từ kim xuống. 1, 2, 3. Mình sẽ làm 19 mũi nửa kép. 1 2 3.
19. Tiếp tục mình sẽ móc 5 mũi đơn. 1 2 3 4 5. Còn mũi cuối cùng này, bây giờ mình sẽ móc 1 mũi đơn và 2 mũi móc xích. 1 2. Mình sẽ làm 1 mũi trượt và mũi thứ 2. Bây giờ mình sẽ kéo phần kẽm xuống cho đều và mình gập đầu lại. Tiếp tục móc 1 mũi đơn vào cùng chân của mũi cuối này để tạo đầu nhọn của lá. Và vòng qua đây, chúng ta lại lắp móc 5 mũi đơn. 1 2 3 4 5. Cũng như giống bên này, chúng ta sẽ móc 19 mũi nửa kép. Mình đã móc xong 19 mũi nửa kép. Cuối cùng là mình sẽ móc 2 mũi móc xích và làm 1 mũi trượt vô cái chân bính cuối cùng. Chỉ chừa cỡ 7-8 xăng. Và mình đã xong cái lá. Bây giờ mình sẽ quấn một phần kẽm của lá này cho đúng rồi. Các bạn có thể cuốn 1 xăng hoặc là 2 xăng tùy theo các bạn thích nó dài hay nó ngắn. Mình sẽ cuốn cỡ 1 cm. Cắt bớt đoạn kẽm thừa này đi. Và bây giờ mình sẽ quấn phần bông hoa. Kẽm mình đã bẻ đầu cong lại. Mình sẽ cho một chút keo vào phần đầu của cánh hoa đầu tiên. Mình sẽ quấn dần xuống
Và cứ như vậy thì mình cho keo và quấn tròn lại. Mình canh làm sao cho hoa, cánh hoa xen kẽ nhau thì sẽ đẹp. Và mình tiếp tục cuốn dây không xuống. Khoảng 10 xăng. Cành 30 xăng thì mình xuống khoảng 5-6 xăng thôi. Và mình sẽ cho kém lá vào và quấn dính lại. Và mình đã cuốn xong hết các cành. Bây giờ mình sẽ cắt chỉ. Mình đã xong một cành hoa lúa. Và mình đã xong một chậu hoa như thế này. Các bạn là một chậu hoa này mình làm 20 cành hoa. Các bạn có thể làm nhiều hơn hoặc ngắn, dài tùy theo cái thân bình hoa nha các bạn nha. Chúc các bạn có sản phẩm đẹp. Yêu thích thì hãy đăng ký kênh và like kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn.